Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Ta nghe như vậy, muốn thuở nọ đứng bằng và phạm đi châu du dạo hoa các nương, nên thành Quảng Nghiêm ở nghỉ dưới cây nhạc âm cùng với tám ngàn vị đại bi số ba vàng sau ngàn vị đại bồ tát các hàng quốc vương đại thần bà la môn các hàng cư sĩ thiên long bát bộ cùng những phi nhân cả thảy đại chúng nhiều vô lượng đồng vây quanh Phật cùng kính thính ngài thuyết pháp. Lúc bây giờ ông mang thù thân lời pháp vương tự nhờ oai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy ven y để bài vai bên hữu và gối bên măng quỳ sẵn đất. Khem nếp chấm tay hướng về phía Phật bạch rằng bạch Đức Thế Tôn cuối mong ngài nói rõ những danh hiệu những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật, để cho những người đang nghe pháp nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tưởng pháp được nhiều lợi lạc. Về sau Đức Thế Tôn khen ông mạng thù thân lời đồng tứ rằng: hai thay mạng thù thân lời ngươi lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói những danh hiệu và bốn nguyện công đức của chư Phật là vì muốn cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc. Lời in an vui trong đời tưởng pháp về sau này người nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói ông mang thù thân lời bành rằng và mong Thế Tôn nói chúng con xin nghe. Phần bảo ông mang thù thất lời ở phương đông cách đây hơn mười căn và xa cõi phần có một thế giới tên là Tình Lưu Ly. Đứng vào chùa cõi ấy hiểu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ưng chánh đằng giác minh hành biện mạng thiền thể thế gian giới vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phân bằng nhà phàm này mang thù thân lời đừng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Khi còn tu hành đạo Bồ Tát có phát mười hai nguyện lớn khiến cho chúng hữu tình cầu chỉ được nấy. Nguyện thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng đăng đạo chánh đăng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt rừng rờ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi hai tướng đại trường phu cùng tam chục món tùy hình trang nghiêm như thân của ta. Vậy nguyện thứ hai ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhớ bờn ánh quang mình chói lọi khắp nơi công đức cao vòi vòi mà ăn trú vừa từng lưới vết bằng tia sáng tỏ hơn vương nhưng nguyệt chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí đường mơ màng.
và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. Nguyện thứ ba, ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vận dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. Nguyện thứ tư, ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo, thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề, hoặc có những người tu hành theo hạnh thinh văn động giác, thì ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy bảo cho họ. Nguyện thứ năm, ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hành thanh tịnh, thì ta khiến cho tất cả đều giữ đường giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tu tình giới. Và sư, có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh khỏi xa vào đường an? Nguyện thứ sáu, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào thân hình hèn hạ ca căn không đủ sâu xa khờ khạo tai điên măng đuôi nổi nắng ngọng liều, tay chân tăng nguyện la hối điên cuồng chiều tất cả những bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh tâm tánh khôn ngoan cả căn đầy đủ, không còn những bệnh khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo, không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không găm thầy, không găm thua, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ mà danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy của cài sung túc. Cho đến chứng đường đạo quá vô thượng Bồ Đề, nguyện thứ tám, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu bức tức sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai có đủ hình tướng trường phu cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ chín, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề thì khiến cho những chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoài đạo, nếu có những kẻ xa vào rừng ác thiên, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần dần khiến họ tu tâm theo cả hành Bồ Tát đặng bao chứng đạo chánh đăng Bồ Đề. Nguyện thứ mười, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu
có chung hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tôi phải bị xiềng xích đánh đâm, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bức rực. Hề nghe đến danh hiệu ta thì nhờ sức ngoài thần phước đức của ta đều đường giải thoát ta cả những nỗi ưu khổ ấy. Nguyện thứ 11 ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khăn hoàn hành đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo ca nghiêm dư, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi chuyển niệm thọ trì thì trước hết ta dùng ca món ăn uống ngon là ban bố cho thân họ đường no đủ, và sau ta mới đem phạm vị nhiệm màu kiên làm cho họ cài cánh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ 12 ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị mũi mòng cắn đốt nóng lạnh dài vào ngày đêm khô bức, hỡi nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muôn nào, càng thư y phục tốt đẹp nào, tất cả các bảo vật trang nghiêm nào, tràng hoa phân sa bát ngát mùi thơm, và trong nhà cùng những điều ca múa tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được. Thỏa mãn ca này mang thu thân lợi, đó là 12 lời nguyện nhiệm màu của đức dưỡng sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chánh đằng giang phát ra trong khi tu hành đạo Bồ Tát. Lai nữa này mang thù thân lợi đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi còn tu hành đạo Bồ Tát phát những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài. Dầu ta nói mang một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hên được, nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi phần kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà cũng không có đường dữ, và cả đến tiên khổ cùng không. Ở cõi ấy đấng toan bằng chân Lưu Ly đường ly có dây bằng vàng văn làm ranh giới, còn thành quanh cung điện mai hiện cửa sổ cho đến các lớp lưới bao phủ cũng toàn bằng đồ thân báo làm ra, thân chẳng kha gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực là vậy. Cõi phần ấy có hai vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, chính là hai bậc thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bậc sám bồ sư làm phần. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp của phần dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mang thù thân lời. Vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chăng thì nên nguyện sanh về thế giới của ngài. Lúc ấy đứng Thế Tôn lại bảo ông mang thù thân lời đồng tử rằng có những chúng sanh không biết điều lành dương,
cứ ôm lòng bọn sẻn tham lam, không biết bố thí mà cũng không biết quả bao của sự bố thí là gì. Ngu si vô tri thiếu hẳn đứng tin lại ham chữa chân của cải cho nhiều, đêm ngày bo bo gìn giữ. Thấy ai đến xin lòng đã không muốn, nhưng nếu cực chẳng đã phải đưa của ra thì đau đớn mến tiếc, dường như lắng thịt cho người vậy. Lại có vô lượng chung hưu tình tham lận, chỉ lo tính trừ của cải cho nhiều, mà tự mình không dám ăn tiêu, còn nói chi đến sự đêm của ấy. Thí cho cha mẹ vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin, những kẻ tham lận ngay khi trên bị đọa vào đường ngạ quỷ hay bàn sanh. Mặc dầu ở trong ác thú, nhưng nhờ đời chưa sống trong cõi nhân gian, đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà nay lại còn nhớ niệm đến danh hiệu Ngài, thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người. Khi đã được làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngạ quỷ súng sanh, biết sợ sự đau khổ nên không ưa đắm dùng lạc, mà còn muốn tự mình làm việc bồ thí khen ngợi người khác làm việc bồ thí. Không tham tiếc món gì và lần lần có thể đem cả đầu mắng tay chân hay mau thịnh của thân phận mình mà bố thí cho những kẻ đến xin, cũng được huống chi của cái là những vân thường. Lại nửa mang thù thân lại trong chung hữu tình, nếu có ngừng người nào thọ ca giới của Phật để tu học mà lại phá giới, hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc, hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến, hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đa văn, nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói. Hoặc có kẻ tuy đa văn mà có thói tăng thường mang, do thói tăng thường mạng ấy chia lâm tâm tánh, cô chấm cho mình là phải, người khác là quấy chê bai chánh pháp kết đảng với, mà những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo ta kiếm mà lại còn khiến cho vô số ức triệu chúng hữu tình cũng bị xa vào hố nguy hiểm. Nhưng chúng hữu tình ấy bị trói lăng trong các đường địa ngục ngạ quỷ bàn sanh, không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ những hành dữ, tu theo các pháp lành khỏi bị đọa vào vòng ác thú. Nữa giả sử có người không thể bỏ những hành dữ và không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào vòng ác thú, thì cũng nhờ oai lưng bốn nguyện của Đức Dược Sư khiến cho họ khi tạm nghe được danh hiệu Ngài liền từ nơi ác thú mạng chúng trở sanh vào cõi người, được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh, khéo điều hòa tâm ý, bỏ tục xuân gia thọ trì và tu hồng theo giáo pháp của Như Lai.
Đà không huy phạm lại thêm chánh kiến đa văn, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa lìa được thói tăng thường màng, không chê bai chánh pháp, không bè bán với mà dần dần tu hành theo hành Bồ Tát trong được viên mãn. Lại nửa mạng thù thân lời nêu chung hữu tình, có tánh tham lam tận đó hay khen mình chê người thì sẽ bị đọa trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súng sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở trải qua không biết mấy ngàn năm mới hên. Khi đã mang sự đau khổ kia liền từ nơi đó mang chúng sanh lại coi người phải làm thân trâu ngựa lừa lãng đà, thường bị người hành hạ đánh đâm và bị đói khát dày vò, lại phải đi đường xa chớ nặng cực nhọc muôn phần, còn như mây đang làm thân người thì lại bị sanh vào hàng hà thiên, phải làm tôi tớ cho kẻ khác, mai bị họ sai sử không khi nào được chúc thông thả tự do. Nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do cái nhân lành ấy ngày nay nhờ lại chí tâm quý Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia bị mà thoát khỏi mọi sự khổ não. Các căn thông lời trí huệ sáng suốt lại thêm đa văn, hằng cầu thắng pháp thương gặp bạn lành, đời đời dưng hẳn lưới ma đập na vô vô mình, ta càng sống ở phiền não mà được giải thoát khỏi nạn sanh lão bệnh tử. Và những nỗi đau khổ lo buồn lại nữa mang thù thân lời nêu chung hữu tình, có tánh ưa sự ngang trái chia lìa tranh đấu kiên cao lẫn nhau, làm não loạn cho mình và người, đem thân khẩu ý tạo thêm mọi những ác nghiệp, xoay qua trở lại thường làm những việc không nhiều ít để mưu hại lẫn nhau, hoàng cao triều những thần ở núi rừng cây mà để hại người, hoặc giết chúng sanh lấy huyết thịt cung tế quỷ dược xoa và quỷ la sát để cày quỷ hai người, hoàng biên tên họ và làm hình tượng của người cử oán, rồi dùng phép chú thuật ta ác ma trù ẻo cho chết hoàng theo lối em đối, và dùng những đồ độc hoàng dùng chú pháp hại mạng người, nếu chúng hữu tình bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì căn thư tà án kia không thể hại được thân ca, nhưng kẻ ác tâm kia đều trở lại khởi lòng từ làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác, không còn y tôn nào và tâm hiềm dẫn hai bên hòa hảo với nhau và đối với vần thọ dung của ai, thì người ấy tự vui mừng biết đủ không xâm lẫn của nhau, mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa. Lại nữa mang thù thân lời nếu trong hàng thứ chung bí số bí số ni ô ba sách ca ô ba tự ca, và những kẻ thiện nam tín nữ đều có thọ trì tam phần trai giới, hoàng trong một năm, hoàng mỗi năm ba tháng, vương dự giới pháp làm nơi ý chí tu hồng, rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực lạc Tây phương.
đặng nghe chánh pháp. Nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu Đấng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì khi mạng chúng sẽ có tâm vị Bồ Tát Như Văn Thù Chữ Lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Rắc Đại Thế Bồ Tát Vô Tăng Ý Bồ Tát Bao Đàng Hoa Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Dược Thường Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Từ Trên Không Trung Đi Đến Đưa Đường Chỉ Lối Cho Thì Liền Được Vãng Sanh Trong Những Hoa Báo Đủ Màu. Hoặc nếu có kẻ nhân nguyên lực của Đức Dược Sư mà được tháng sanh lên cõi trời và mắng dầu sanh lên cõi trời, nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa hết thì không còn sanh lại những đường ác nữa khi tuổi thọ cõi trời đã mang. Sanh lại trong cõi người thì hoằng làm đến bậc luân vương thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ, oai đứng từ tại giao hóa cho vô lượng trăm ngàn chung hữu tình theo con đường thâm thiền hoằng sanh vào dòng sáng Đế Lý Bà La Môn. Hay cư sĩ đại cô cua cái dư vật kho đâm tràn đầy tướng mà đoan trang quyến thua sâm vầy lại được thông minh trí tuệ dòng mạnh hoài hùng như người đại lưng sĩ. Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của Đấng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hên lòng thọ trì danh hiệu ấy thì đời sao sẽ không làm thân gái nữa này mang thù thân lợi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia. Khi đã chứng được đạo Bồ Đề do xứng bồn nguyên mà ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải ca thứ bệnh khổ như da vàng gầy ôm cám nhiệt thương hàng hoặc trung phải những thứ em đôi đồ đồng hoặc bị hoành tư hoặc bị chết non. Muốn những chứng bệnh đau cô ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, ngài liền nhập định kêu là định diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh. Khi ngài nhập định từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn. Trong luồng ánh sáng ấy nói chú Đại Đà La Ni Nam Mô Bạc Già Phạn Đề Bề Sáng Xả Lưu Lô Tịch Lưu Ly Bán Lăng Bà Hạc Ra Xà Giá Đăng Tha Yết Đà Gia Đà Hạc Đế Tam Miệu Tam Bồn Đà Gia Đang Địa Thang Bề Sang Thề Bề Sang Thề Bề Sang Xá Tam Bồ Yên Đế Tóa Hà Lung Mây Trong Luồng Ảnh Sáng Viên Chú Này Rồi Ca Đại Địa Rung Động Phóng Ra Anh Đại Quang Minh Làm Cho Tất Cả Chúng Sanh Dừng Hên Bình Khô Hướng Được An Vui. Này mạng thù thân lời, nếu thấy những người nào đang mang bệnh khổ thì phải tâm gọi cho sanh sẽ và vì họ những tâm tung chú này 108 biển chú nguyện trong đồ ăn trong thuốc uống hay trong nước không vì trùng mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nếu có ai mong cầu việc gì mà chí tâm tùng niệm chú này thì đều được như ý muốn, đã không bệnh lại thêm sống lâu sau khi mạng chúng được sanh về thế giới tình lưu ly không còn thôi chuyển rồi dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ Đề.
Vậy nên mang thù thắng lợi, nếu có những người nào hết lòng ân cần tôn trọng cung kính cúng dường đứng dược sư lưu ly quang Như Lai, thì phải thường trì tụng chú này đừng lãng quên lại nữa. Nếu có những kẻ tình tín nam nữ nào được nghe rồi tụng trì danh hiệu đứng dược sư lưu ly quang Như Lai, ưng chanh đằng giang môi sớm mai sung miệng đánh răng tâm gọi sành sẻ xong lại thắm hương rải dầu thơm càng món kỳ nhạc để cung dường hình tượng. Còn đối với kinh điển này thì tự mình hay dạy người khác chép ra rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý. Đối với vị pháp sư giảng nói kinh pháp thì phải nên cúng dường tăng ca nhưng vẫn cần dùng đừng để thiếu thốn. Hẹn lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đăng đạo quả Bồ Đề. Nửa lúc bấy giờ mang thù thân lại đóng thứ bành phần rằng bành đứng Thế Tôn, tôi thề qua thời kỳ tướng pháp sẽ dùng đủ trước phương tiện khiến cho những thiện nam tín nữ có lòng tin trong sành được nghe danh hiệu của đức dược sư lưu ly quang Như Lai. Cả đến trong dân ngụ của họ tôi cũng dùng danh hiệu của đức phật này thức tỉnh nơi tai cho họ rõ biên. Bành đứng Thế Tôn, nếu ai thọ trì đồng tụng kinh này hoàng đem giang nói bày tỏ cho người kha hoàng tự mình hay dạy người biên chép kinh này hết lòng cung kinh tôn trọng dùng những bông thơm dầu thơm ca thư hương đốn tràn hoàng. Anh là phương lòng cùng âm nhạc hàng mùa mà cúng dường hoàng dùng hàng ngũ sân làm đầy đừng kinh này rồi quét dọn một nơi sanh sẽ thi làm một cái tòa cao mà để lên thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở ca coi trời khăn đều đến đó mà cúng dường và thu hộ bành đứng Thế Tôn. Nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người tỏ trì và nghe được danh hiệu của đức dược sư lưu ly quang Như Lai thì nhờ công đức bốn nguyện của ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoành tử, cùng không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh khi và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được hoàn lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường. Phần bao màng thu thân lời phải thiệt đúng như lời người nói này màng thu thân lời. Nếu có những người tình tín thiện nam tín nữ nào muốn cúng dường đừng dược sư lưu ly quang Như Lai thì chưa phải tạo lầm hình tượng ngài đem để trên tòa cao chân giòn sạch xe cán thứ rồi rải bông đo cả thứ hương dùng ca thứ tràng phan trang nghiêm chỗ thờ ấy trong bảy ngày bảy đêm phải thọ trì tâm phần trai giới ăn đồ thanh trai tâm gọi và y phung chính tề giữ lòng thanh tịnh không giận dữ không sang hại đối với tất cả loài hữu tình phải khởi tâm bình đẳng đủ cả tâm từ bi xa làm cho họ được lợi ích an vui đánh nhà ca hát người khen và do phía hữu đi nhiễu quanh tượng Phật lại phải nghĩ nhớ công đức bồ nguyện và
đồng tụng kinh này suy nghiêm nghĩa lý mà diện nói khai thị cho người khác biết. Làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được toại ý, như cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu sang được giàu sang, cầu quan vị được quan vị, cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái. Lại nếu có người nào trong dân ngủ thấy những điểm chim bao giữ, còn khi thân thấy những ảnh tương như chim đến đầu nơi vườn nhà hoàng chỗ ở, hiện ra trăm điều quái dị mà người ấy dùng những của bao cúng dường đứng dược sư lưu ly quang Như Lai. Thì những ác mộng ác tương và những đêm sâu ấy thay đều ẩn hết, không còn phải lo sợ gì nữa nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đào thuốc độc và cả cầm thú dữ. Gây sự sợ hãi như voi sư tử còm sói gấu rắn đồng bò cạp rính xanh răng môi và hình lòng nhớ niệm và cung kính cung dương đức phần dưỡng sư thì được qua coi những sự sợ hãi ấy. Hoàng nếu bị nước khác xâm lăng nhiều hài trộm cướp rối loạn mà nhờ niệm và cung kinh đừng phần dược sư thì cũng được khóa coi những nàng ấy. Lại nửa mạng thù thân lời nếu có thiện tinh nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ nhưng vì trời nào chỉ mòn lòng nướng theo phong pháp tăng thọ trì giới cấm hoàng năm giới mười giới. Bồ Tát mười giới trong 48 giới kinh tỳ kheo nói 150 giới tỳ kheo ni 348 giới. Nếu có ai hủy phạm những giới phạm đa thọ sơ đọa vào ác thú hệ chuyên niệm và cung kinh cung dường đứng phận dưỡng sơn thì quyết định không thọ sanh trong ba đường an lai. Nếu có người phụ nữ nào đường lung sanh sàng phải chịu sự cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu lệ bái và hân lòng cung kính cung dường đứng phần dương sư thì khỏi những sự đau khổ ấy. Mà sanh con ra cũng được vuông tròn tướng mà đoán trăng lời căn thông minh an ổn ít bình hoàng ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạt tinh khi lúc ai đứng thính ca cùng bảo ông A Nan rằng theo như ta đã xưng dương những công đức của phần dựa sự lưu ly quang Như Lai đó là công hành rất sâu xa của chư Phật khó hiểu thấu được vậy người có tin chăng? Ông A Nan bành phần bành đừng Thế Tôn đối với khế kinh của Như Lai nói không bao giờ tôi sanh tâm nghi hoàng tại sao vì những nghiệp thân cầu ý của các đức Như Lai đều thanh tịnh bành đừng Thế Tôn mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống núi diệu cao có thể lay động nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được bạch đứng Thế Tôn nếu có những chúng sanh nào tính căn không đầy đủ nghe nói đến những công hành sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chi niệm danh hiệu của một đấng dược sư lưu ly quang Như Lai mà được nhiều
công đức thân lời ngần ấy. Vì sự không tin đó trở sanh lòng hủy bán, nên họ phải mân nhiều điều lợi ích mài ở trong cánh đêm dài tăm tối, và lại còn bị đọa lạc trong các đường an thu. Lưu truyền không cùng phần lại báo ông A Nan, những chung ưu tình ấy nếu nghe danh hiệu đừng dừa sự lưu ly quang. Như Lai chí tâm thọ trì không sanh lòng nghi hoặc mà đọa vào an thu thì thần vô lý vậy. Này A Nan, đó là công hành răng so nhiệm của chư Phật, khó tin khó hiểu mà nay ngươi lãnh thọ được thì biết rằng đó là nhờ oai lần của Như Lai vậy. Này A Nan, tất cả các hàng thánh văn độc gia và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như thần, chỉ trừ những bậc những sanh sơ hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan, thân người có đặng những hết lòng tin kính tôn trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn. Huống chi nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu không biết bao nhiêu hành Bồ Tát, dùng không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo, phá không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp số có thể mau hết, chớ những hành nguyện và những phương tiện khéo léo của Đức Phật kia không khi nào nói cho hết đường. Lúc bây giờ trong chung hội có một vị đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy viên y bày vai bên hữu gối bên ma quỳ sát rất cuối mình chấm tay bành phần rằng bành Đức Thế Tôn, đến thời kỳ tượng pháp có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn không khô tận bình, luôn luôn thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi có khô ràng, mắt thấy đen tối, tương chết hiện ra cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc, thân người bình vẫn còn nằm đó mà đã thấy sư già đến dẫn thần thức đem lại. Trước mặt vua Diêm Ma Pháp Vương rồi liền khi ấy vì thần câu sanh đem sổ ghi tội phước của người đó dựng lên vua Diêm Ma. Lúc ấy vua phán hỏi rồi kê tin những tội phước của người kia đã làm mà sự đoan, nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bình ấy quy với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh chúng tăng đồng tụng kinh này, đốn đèn bày từng treo thần phan tục mang năm sáng thì hoặc liền trong lúc ấy hoàng trải qua bảy ngày 21 ngày 35 ngày 49 ngày thần thức người kia đưa trở lại như vừa tỉnh dân chim bao. Từ mình nhớ biết những nghiêm lành nghiêm dự và sự qua bao đã thọ bởi chính đã rõ thấy nghiệp bao như vậy, nên dầu có gặp phải những tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa. Vậy nên những tình tín thiện nam tín nữ đều phải một lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lúc bây giờ ông A Nan hỏi
kinh cung dường đứng dược sự lưu ly quán Như Lai như thế nào. Còn đèn và phán tục mang phải làm cánh sao cứu thoát Bồ Tát nói thưa Đại Đức nếu có người bệnh nào muốn khỏi bệnh khô thì quyền thuộc họ phải thọ trì tam phần trai giới trong bảy ngày bảy đêm tùy theo sức mình xăm sữa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khăn. Cung dường chư tăng ngày đêm sau thời lễ bái cung dường đựng dược sư lưu ly quang Như Lai đồng tụng kinh này 49 biến và thăm 49 ngọn đèn lại tạo bay hình tượng đức dược sư trước môi hình tượng để bay ngọn đèn môi ngọn lớn như bánh xe đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt. Còn cái thần phan thì làm bằng hàng ngũ sắn bề dài 49 gan tay và phải phóng sanh 49 thứ loài vật thì người bệnh ấy qua khỏi ánh nàng không còn bị hoành tử và bị can loại quỷ nhiều hài. Lại nữa A Nan nếu trong dòng Sa Đê Ly có những vị quân vương đã làm lễ quán đảnh mà gặp lung có nàng nhân dân bị bệnh dịch bị nước khác xâm lăng bị nội loạn hay bị nàng tinh tu biến ra nhiều điểm quái vì nàng nhật thực nguyệt thực mưa gió trái mùa hay bị nàng qua thời tiết không mưa thì lúng ấy các vị quân vương kia phải đem lòng từ bi thương xót tất cả chúng hữu tình ân xá cho tội nhân bị giam cầm rồi y theo phép cúng dường đã nói trước mà cúng dường. Đứng dược sư lưu ly quang Như Lai thì do căn lành này và nhờ xưng bốn nguyện của đức dược sư khiến trong nương liền được an ổn mưa hòa gió thuận lúa thông được mùa tân ca chung hữu tình đều vui vẻ không bình hoàng. Không có thần dược xoa bào an não hại lê dân tân ca tướng ấy đều ân mất và các vị quân vương kia được sống lâu sức mạnh không bình hoàng mọi việc đều thêm lời ấn này A Nan đeo ca hoàng hậu hoàng phi công chúa thái tử vương tư đại thần phụ tướng thê nữ trong cung bá quan và thứ dân mà bị bệnh khổ cùng những anh nàng kha thì cũng nên tạo lầm thần phan năm sát trong đèn sáng luồng phong sanh càng loài vận rải hoa đủ sắc đô căn thư danh hương để cúng dường đức phần dược sư sẽ được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn lục ấy ông A Nan hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng thiện nam tử tại sao cái mạng đã hết mà còn sống thêm được cứu thoát Bồ Tát nói này đại đứng há không nghe Như Lai nói có chính thứ hoành tử hay sao vậy nên ta khuyên người làm phan và đèn tục mang tu ca phương đức và nhờ có tu ca phương đức hay nên xuống đời không bị khổ sơ hoàn nàng ông A Nan hỏi chính tứ hoành tử là những thứ chi cứu thoát Bồ Tát trả lời một là nếu có chúng hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy không thuốc không người sẵn sống hay da có gặp thầy lại cho uống lầm thuốc nên bệnh không đáng chết mà lại chết ngang
Lại đang lung bình mà tin theo những thuyết hòa phước vô vơ của bọn tà ma ngoài đạo yêu nghiệt, trong đời sanh lòng rúng sợ không còn tự chu đối với sự chân chánh, đi bói qua để tìm hỏi mối hòa rồi giết hại loài vật. Đề câu với thần minh vai vang cùng vọng lượng, đề cầu xin ban phước mong được sống lâu, nhưng rốt cuộc không thế nào được bởi si mê lầm lạc tin theo ta kiến điên đạo, nên bị hoành tử đoa vào địa ngục đời đời không ra khỏi. Hai là bị phế vua tru lục, ba là sa đâm sư chơi bời sẵn bắn đam mê tự sắc buông lũng vô đồ, bị loại quỳ đoạt mất tình khi, bốn là bị chết thiêu, năm là bị chết đắm, sáu là bị cắn thú dữ ăn thịt, bảy là bị sa từ trên núi cao xuống, tám là bị trên vì thuốc độc ếm đối rùa nộp trù eo, và bị quy tứ thi làm hại, chính là bị đôi kha khốn khổ mà chết, đó là chính thứ hoành tử của Như Lai nói. Còn những thứ hoành tử khác nhiều vô lượng không thể nói hết đường, lại nữa A Nan vua Diêm Ma kia là chủ lành ghi chép số bồ tên tuổi tội phước trong thế gian, nếu có chung hữu tình nào ăn ở bân hiếu ngủ nghịch quỷ nhục ngôi tam bào, phá hoại phép vua tôi huy phạm điều cấm giới, thì vua Diêm Ma phá phương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt. Vì thế ta khuyên chúng hữu tình nên thắm đèn làm phán phóng sanh tu phước hiền khỏi được căn khổ anh, khỏi gặp những tai nạn lúng bây giờ. Trong hàng đại chúng có 12 vị dựa pha đại tướng đều ngồi trong hội, như cung Tỳ La đại tướng, Phạt Chiết La đại tướng, Mê Suy La đại tướng, An Đệ La đại tướng, Ác Nệ La đại tướng, Sang Đệ La đại tướng, Nhân Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Độ La đại tướng, Tỳ Yến La đại tướng. 12 vị đại tướng này mỗi vị đều có 7000 dừa xoa làm quyến thuộc đồng cân tiên bánh phân, rằng bành đứng Thế Tôn, hôm nay chúng tôi nhờ oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ trên trong các đường ác thua nữa, chúng tôi cùng nhau đồng một lòng trong đời quý Phật Pháp Tăng, thề sẽ gánh vác cho chúng hữu tình làm việc nghĩa lời, đưa đến sự nhiều ít an vui tùy nơi nào, hoặc làng xóm thành nước, hoặc trong rừng cây vắng về. Nếu có kinh này lưu bố đến, hay có người thọ trì danh hiệu đứng dược chữ Lưu Ly Quang Như Lai và cung kính cung dường ngài, thì chúng tôi cùng quyên thuộc đồng hồ về người ấy thoát khỏi tất cả ánh nàng, và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thoa mãn. Nếu có ai bị bệnh hoạn khổ anh muốn cầu cho khỏi, thì cũng nên đọc, 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 thì cũng nên đọc. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bổn nguyện công đức ta nghe như vậy, muốn thuở nó đứng bằng già phạm đi
thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ dưới cây nhạc âm cùng với tám ngàn vị đại bi số ba vàng sau ngàn vị đại bồ tát các hàng quốc vương đại thần bà la môn các hàng cư sĩ thiên long bát bộ cùng những phi nhân cả thảy đại chúng nhiều vô lượng đồng vây quanh Phật cùng kính thính ngài thuyết pháp. Lúc bây giờ ông mang thù thân lời pháp vương tự nhờ oai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy ven y để bài vai bên hữu và gối bên măng quỳ sẵn đất. Khem nếp chấm tay hướng về phía Phật bạch rằng bạch Đức Thế Tôn cuối mong ngài nói rõ những danh hiệu những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật. Để cho những người đang nghe pháp nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tưởng pháp được nhiều lợi lạc về sau Đức Thế Tôn khen ông Màn Thù Thân lời đồng tứ rằng hai thay Màn Thù Thân lời ngươi lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói những danh hiệu và bốn nguyện công đức của chư Phật là vì muốn cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc. Lời in an vui trong đời tưởng pháp về sau này người nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ vì ông mà nói ông Màn Thù Thân lời bành rằng và mong Thế Tôn nói chúng con xin nghe. Phần bảo ông Màn Thù Thất lời ở phương đông cách đây hơn mười căn và xa cõi phần có một thế giới tên là Tình Lưu Ly đứng vào chùa cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ưng chánh đẳng giác minh hành viên mạn thiền thể thế gian giới vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phân bằng nhà phàm này Màn Thù Thân lời đừng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Khi còn tu hành đạo Bồ Tát có phát mười hai nguyện lớn khiến cho chúng hữu tình cầu chỉ được nấy. Nguyện thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng đăng đạo chánh đăng chánh giác thân ta có hào quang sáng suốt rừng rờ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi hai tướng đại trường phu cùng tam chục món tùy hình trang nghiêm như thân của ta. Vậy nguyện thứ hai ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn. Không có chút nhớ bờn ánh quang mình chói lòi khắp nơi công đức cao vòi vòi mà ăn trú vừa từng lưới vết bằng tia sáng tỏ hơn vương nhưng nguyệt chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí đường mơ màng. Và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. Nguyện thứ ba ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình.
khiến ai nấy đều có đủ các vận dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. Nguyện thứ tư, ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo, thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề. Hoặc có những người tu hành theo hạnh thinh văn động giác, thì ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy bảo cho họ. Nguyện thứ năm, ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hành thanh tịnh, thì ta khiến cho tất cả đều giữ đường giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tu tình giới. Và sư, có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh khỏi xa vào đường an? Nguyện thứ sáu, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào thân hình hèn hạ ca căn không đủ sâu xa khờ khạo tai điên măng đuôi nổi nắng ngọng liều, tay chân tăng nguyện la hối điên cuồng chiều tất cả những bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh tâm tánh khôn ngoan cả căn đầy đủ, không còn những bệnh khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo, không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không găm thầy, không găm thua, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ mà ấy, danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy của cài sung túc. Cho đến chứng đường đạo quá vô thượng Bồ Đề, nguyện thứ tám, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu bức tức sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai có đủ hình tướng trường phu cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ chín, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề thì khiến cho những chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoài đạo, nếu có những kẻ xa vào rừng ác thiên, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần dần khiến họ tu tạm theo cả hành Bồ Tát đặng bao chứng đạo chánh đăng Bồ Đề. Nguyện thứ mười, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội phải bị xiềng xích đánh đâm, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bức rực, hề nghe đến danh hiệu ta thì nhờ xứng ngoài thần phước đức
của ta đều đường giải thoát, tất cả những nỗi ưu khổ ấy. Nguyện thứ 11, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khăn hoàn hành đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo ca nghiêm dư, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi chuyển niệm thọ trì, thì trước hết ta dùng ca món ăn uống ngon là ban bố cho thân họ đường no đủ, và sau ta mới đem phạm vị nhiệm màu kiên làm cho họ cài cánh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ 12, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị mũi mòng cắn đốt nóng lạnh dài vào ngày đêm khô bưng, hỡi nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì, thì ta khiến cho được như ý muôn nào càng thư y phục tốt đẹp nào, tất cả các bảo vật trang nghiêm nào, tràng hoa phân sa bát ngát mùi thơm, và trong nhà cùng những điều ca múa tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được. Thỏa mãn ca này mang thổ thân lợi, đó là 12 lời nguyện nhiệm màu của Đức Dưỡng Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Chánh Đằng Giang phát ra trong khi tu hành đạo Bồ Tát Lai Nưa này. Mạng thù thân lợi đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, khi còn tu hành đạo Bồ Tát phát những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài. Dầu ta nói mang một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hên được, nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi phần kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà cũng không có đường dữ, và cả đến tiên khổ cùng không. Ở cõi ấy đấng toan bằng chân lưu ly đường ly có dây bằng vàng văn làm ranh giới, còn thành quanh cung điện mai hiện cửa sổ cho đến các lớp lưới bao phủ cũng toàn bằng đồ thân báo, làm ra thân chẳng khác gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực là vậy. Cõi phần ấy có hai vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, chính là hai bậc thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bậc sám bồ sư làm phần. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp của phần dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mang thù thân lời. Vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chăng thì nên nguyện sanh về thế giới của ngài. Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo ông mang thù thân lời đồng tử rằng có những chúng sanh không biết điều lành dữ, cứ ôm lòng bọn sẻn tham lam không biết bố thí, mà cũng không biết quả báo của sự bố thí là gì. Ngu si vô tri thiếu hẳn đứng tin lại ham chữa chân của cải cho nhiều đêm ngày bo bo gìn giữ. Thấy ai đến xin lòng đã không muốn, nhưng nếu cực chẳng đã phải đưa của ra thì đau đớn mến tiếc dường như la
tấn thịt cho người vậy lại có vô lượng chung hữu tình tham lận chỉ lo tính trừ của cải cho nhiều mà từ mình không dám ăn tiêu còn nói chi đến sự đêm của ấy thí cho cha mẹ vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin những kẻ tham lận ngay khi trên bị đọa vào đường ngạ quỷ hay bàn sanh. Mặc dầu ở trong ác thú nhưng nhờ đời chưa sống trong cõi nhân gian đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà nay lại còn nhớ niệm đến danh hiệu Ngài thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người. Khi đã được làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngạ quỷ chúng sanh biết sợ sự đau khổ nên không ưa đắm dùng làm mà còn muốn tự mình làm việc bồ thí khen ngợi người khác làm việc bồ thí. Không tham tiếc món gì và lần lần có thể đem cả đầu mắng tay chân hay mau thịnh của thân phận mình mà bố thí cho những kẻ đến xin cũng được huống chi của cái là những vân thường. Lại nửa mang thù thân lại trong chung hữu tình nếu có ngừng người nào thọ ca giới của Phật để tu học mà lại phá giới hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đã văn nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh phần nói hoặc có kẻ tuy đã văn mà có thói tăng thường mang. Do thói tăng thường mạng ấy chia lâm tâm tánh cô chấm cho mình là phải người khác là quấy chê bãi chánh pháp kết đảng với mà những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo ta kiếm mà lại còn khiến cho vô số ức triệu chúng hữu tình cũng bị xa vào hố nguy hiểm nhưng chúng hữu tình ấy bị trói lăng trong các đường địa ngục ngạ quỷ bàn sanh không khi nào cùng nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ những hành dữ tu theo các pháp lành khỏi bị đọa vào vòng ác thú nữa giả sử có người không thể bỏ những hành dữ và không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào vòng ác thú thì cũng nhờ oai lưng bốn nguyện của Đức Dược Sư khiến cho họ khi tạm nghe được danh hiệu Ngài liền từ nơi ác thú mạng chúng trở sanh vào cõi người được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh khéo điều hòa tâm ý bỏ tục xuân gia thọ trì và tu hồng theo giáo pháp của Như Lai đã không huy phạm lại thêm chánh kiến đa văn hiểu rõ nghĩa lý sâu xa lìa được thói tăng thường màng không chê bai chánh pháp không bè bán với mà dần dần tu hành theo hành Bồ Tát trong được viên mãn. Lại nửa mạng thù thân lại nếu chúng hữu tình có tánh tham lam tận đó hay khen mình chê người thì sẽ bị đọa
trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súng sanh phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở trải qua không biết mấy ngàn năm mới hên. Khi đã mang sự đau khổ kia liền từ nơi đó mang chúng sanh lại coi người phải làm thân trâu ngựa lừa lãng đà thường bị người hành hạ đánh đâm và bị đói khát dày vò lại phải đi đường xa chớ nằm. Cần nhọc muôn phần còn như mây đang làm thân người thì lại bị sanh vào hàng hà thiên phải làm tôi tớ cho kẻ khác mai bị họ sai sử không khi nào được chúc thông thả tự do. Nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì do cái nhân lành ấy ngày nay nhờ lại chí tâm quý Ngài nhờ thần lực của Ngài gia bị mà thoát khỏi mọi sự khổ não. Các căn thông lời trí huệ sáng suốt lại thêm đa văn hằng cầu thắng pháp thương gặp bạn lành đời đời dưng hẳn lưới ma đập na vô vô mình ta càng sống ở phiền não mà được giải thoát khỏi nàng sanh lão bình tư. Và những nỗi đau khổ lo buồn lại nữa mang thù thân lời nếu chúng hưu tình có tánh ưa sự ngang trái chia lìa tranh đấu kiên cao lẫn nhau làm nào loạn cho mình và người đem thân khẩu ý tạo thêm mọi những ác nghiền xoay qua trở lại thường làm những việc không nhiều ít. Để mưu hại lẫn nhau hoàng cao triều những thần ở núi rừng cây mà để hại người hoặc giết chúng sanh lấy huyết thịt cung tế quỷ dược xoa và quỷ la sát để cày quỷ hai người hoàng biên tên họ và làm hình tượng của người cựu oán rồi dùng phép chú thuật ta ác ma trù ẹo cho chết hoàng theo lối em đối và dùng những đồ độc hoàng dùng chú pháp hại mạng người nếu chúng hưu tình bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì căn thư tà án kia không thể hại được thân ca nhưng kẻ ác tâm kia đều trở lại khởi lòng từ làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác không còn y tôn nào và tâm hiềm dẫn hai bên hòa hảo với nhau và đối với vần thọ dung của ai thì người ấy tự vui mừng biết đủ không xâm lẫn của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa lại nữa mang thù thân lời nếu trong hàng thứ chung bí số bí số ni ô ba sách ca ô ba tự ca và những kẻ thiện nam tín nữ đều có thọ trì tam phần trai giới hoàng trong một năm hoàng mỗi năm ba tháng vương dự giới pháp làm nơi ý chí tu hồng rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực là Tây Phương. Đặng nghe chánh pháp nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì khi mạng chúng sẽ có tâm vị Bồ Tát như văn thù chữ lời Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Rắc Đại Thế Bồ Tát Vô Tăng Ý Bồ Tát Bao Đàng Hoa Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Dược Thường Bồ Tát Di
Lăng Bồ Tát từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối cho thì liền được vãng sanh trong những hoa báo đủ màu. Hoặc nếu có kẻ nhân nguyên lực của đứng giữa sư mà được tháng sanh lên cõi trời và mắng dầu sanh lên cõi trời, nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa hết thì không còn sanh lại những đường ác nữa khi tuổi thọ cõi trời đã mang. Sanh lại trong cõi người thì hoằng làm đến bậc luân vương thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ, oai đứng từ tại giao hóa cho vô lượng trăm ngàn chung hữu tình theo con đường thâm thiền hoằng sanh vào dòng sáng Đế Lý Bà La Môn. Hay cư sĩ đại cô cua cái dư vật kho đâm tràn đầy tướng mà đoan trang quyến thua sâm vầy lại được thông minh trí tuệ dòng mạnh hoài hùng như người đại lưng sĩ. Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của đấng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hên lòng thọ trì danh hiệu ấy thì đời sao sẽ không làm thân gái nữa, này mang thù thân lợi đức dưỡng sư Lưu Ly Quang Như Lai kia. Khi đã chứng được đạo Bồ Đề do xứng bồn nguyên mà ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải ca thứ bệnh khổ như da vàng gầy ôm cám nhiệt thương hàng hoặc trúng phải những thứ em đôi đồ đồng hoặc bị hoành tư hoặc bị chết non. Muốn những chứng bệnh đau cô ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, ngài liền nhập định kêu là định diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh. Khi ngài nhập định từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn. Trong luồng ánh sáng ấy nói chú Đại Đà La Ni Nam Mô Bạc Già Phạn Đề Bề Sáng Xả Lưu Lô Tịch Lưu Ly Bán Lăng Bà Hạc Ra Xà Giá Đăng Tha Yết Đà Gia Đà Hạc Đế Tam Miệu Tam Bồn Đà Gia Đang Địa Thang Bề Sang Thề Bề Sang Thề Bề Sang Xá Tam Bồ Yên Đế Tóa Hà Lung Mây trong luồng ảnh sáng viên chú này rồi cả đại địa rung động phóng ra ảnh đại quang minh làm cho tất cả chúng sanh dừng hình bình khô hướng được an vui. Này mạng thù thân lời nếu thấy những người nào đang mang bệnh khổ thì phải tâm gọi cho sanh sẽ và vì họ những tâm tung chú này 108 biển chú nguyện trong đồ ăn trong thuốc uống hay trong nước không vì trùng mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nếu có ai mong cầu việc gì mà chí tâm tùng niệm chú này thì đều được như ý muốn, đã không bệnh lại thêm sống lâu sau khi mạng chúng được sanh về thế giới tình lưu ly không còn thôi chuyển rồi dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ Đề. Vậy nên mang thù thân lời nếu có những người nào hết lòng ân cần tôn trọng cung kính cúng dường đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì phải thường trì tụng chú này đừng lãng quên lại nữa. Nếu có những kẻ tịnh tín nam nữ nào được nghe rồi tụng trì danh hiệu đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai
Ưng chanh đằng giang môi sớm mai sung miệng đánh răng tâm gọi sành chè xong lại thăm hương rải dầu thơm càng món kỳ nhạc để cung dường hình tượng. Còn đối với kinh điển này thì tự mình hay dài người khác chép ra rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý đối với vị pháp sư giảng nói kinh pháp thì phải nên cúng dường tăng ca nhưng vẫn cần dùng đừng để thiếu thông. Hẹn lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đăng đạo quả Bồ Đề nữa lúc bấy giờ mang thù thân lại đóng thứ bành phần rằng bành đứng thế tôn tôi thề qua thời kỳ tướng pháp sẽ dùng đủ chưa phương tiền khiến cho những thiền nam tín nữ có lòng tin trong sành được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cả đến trong dân ngụ của họ tôi cũng dùng danh hiệu của Đức Phật này thức tỉnh nơi tai cho họ rõ biên. Bành đứng thế tôn nếu ai thọ trì đồng tụng kinh này hoàng đem giang nói bày tỏ cho người kha hoàng tự mình hay dạy người biên chép kinh này hết lòng cung kinh tôn trọng dùng những bông thơm dầu thơm ca thư hương đốn tràn hoàng. Anh là phương lòng cùng âm nhạc hàng mùa mà cúng dường hoàng dùng hàng ngũ sân làm đầy đừng kinh này rồi quét dọn một nơi sanh sẽ thi làm một cái tòa cao mà để lên thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở ca coi trời khăn. Đều đến đó mà cúng dường và thu hộ bành đứng thế tôn nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nhờ công đức bốn nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoành tử. Cùng không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh khi và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được hoàn lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường phần bao màng thu thân lời phải thiệt đúng như lời người nói này màng thu thân lời. Nếu có những người tịnh tín thiện nam tín nữ nào muốn cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì chưa phải tạo lầm hình tượng ngài đem để trên tòa cao chân giòn sạch xe cán thứ rồi rải bông đo cả thứ hương dùng ca thứ tràng phán trang nghiêm chỗ thờ ấy trong bảy ngày bảy đêm phải thọ trì tâm phần trai giới ăn đồ thanh trai tâm gọi và y phung chính tề dư lòng thanh tịnh không giận dữ không sang hại đối với tất cả loài hữu tình phải khởi tâm bình đẳng đủ cả tâm từ bi xa làm cho họ được lợi ích an vui đánh nhà ca hát người khen và do phía hữu đi nhiễu quanh tượng Phật lại phải nghĩ nhớ công đức bồn nguyện và đồng tụng kinh này suy nghiệm nghĩa lý mà diện nói khai thị cho người khác biết làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được phải ý như cầu sống lâu được sống lâu cầu giàu sang được giàu sang cầu quan vị được quan vị cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái lại nếu có người nào trong dân ngũ thể
bao giữ còn khi thân thay, nhưng ảnh tương như chìm đến đầu nơi vườn nhà hoàng chỗ ở hiện ra trăm điều quái gì mà người ấy dùng nhân của bao cúng dường đứng dược sư lưu ly quang Như Lai thì những ác mộng ác tương và những đêm sau ấy thay đều ẩn hết không còn phải lo sợ gì nữa nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đào thuốc độc và cả cầm thú dữ gây sự sợ hãi như voi sư tử còm sói gấu rắn đồng bò cạp rính sân răng môi và hình lòng nhớ niệm và cung kính cung dương đức phần dưỡng sư thì được qua coi những sự sợ hãi ấy. Hoàng nếu bị nước khát xâm lăng nhiều hài trộm cướp rối loạn mà nhờ niệm và cung kinh đừng phần dược sư thì cũng đưa khóa coi những nàng ấy lại nửa mang thù thân lời nếu có thiện tin nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ nhưng vì trời nào chỉ mòn lòng nướng theo phong pháp tăng thọ trì giới cấm hoàng năm giới mười giới Bồ Tát mười giới trong 48 giới kinh tỳ kheo nói 150 giới tỳ kheo ni 348 giới nếu có ai hủy phạm những giới phạm đa thọ sơ đọa vào ác thú hệ chuyên niệm và cung kinh cung dường đứng phận dưỡng sơn thì quyết định không thọ sanh trong ba đường an lai nếu có người phụ nữ nào đường lung sanh sàng phải chịu sự cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu lệ bái và hân lòng cung kính cung dường đứng phần dương sư thì khỏi những sự đau khổ ấy mà sanh con ra cũng được vuông tròn tướng mà đoán trăng lời căn thông minh an ổn ít bình hoàng ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạt tinh khi lúc ấy đừng thinh ca cùng bảo ông a nan rằng theo như ta đã xưng dương những công đức của phần dựa sự lưu ly quang Như Lai đó là công hành rất sâu xa của chư Phật khó hiểu thấu đường vậy người có tin chăng ông A Nan bành phần bành đừng thế tôn đối với khế kinh của Như Lai nói không bao giờ tôi sanh tâm nghi hoàng tại sao vì những nghiệp thân cầu ý của các đức Như Lai đều thanh tịnh bành đừng thế tôn mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống núi diệu cao có thể lay động nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được bạch đứng thế tôn nếu có những chúng sanh nào tính căn không đầy đủ nghe nói đến những công hành sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chi niệm danh hiệu của một đấng dược sư lưu ly quang Như Lai mà được nhiều công đức thân lời ngần ấy vì sự không tin đó trở sanh lòng hủy bán nên họ phải mân nhiều điều lợi ích mài ở trong cánh đêm dài tăm tối và lại còn bị đọa lạc trong các đường an thu lưu truyền không cùng phần lại báo ông A Nan những chung hữu tình ấy nếu nghe danh hiệu đừng dừa sự lưu ly quang Như Lai chỉ tâm thọ trì không sanh lòng nghi hoặc mà đọa vào an thu thì thần vô lý vậy
Này A Nan, đó là công hành răng so nhiệm của chư Phật, khó tin khó hiểu mà nay ngươi lãnh thọ được thì biết rằng đó là nhờ oai lực của Như Lai vậy. Này A Nan, tất cả các hàng thánh văn độc gia và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như thần, chỉ trừ những bậc những sanh sơ hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan, thân người có đặng những hết lòng tin kính tôn trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn. Huống chi nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu không biết bao nhiêu hành Bồ Tát, dùng không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo, phá không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp số có thể mau hết, chớ những hành nguyện và những phương tiện khéo léo của Đức Phật kia không khi nào nói cho hết đường. Lúc bây giờ trong chung hội có một vị đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, viên y bày vai bên hữu gối bên mà quỳ sát rất cúi mình chấm tay bành phần rằng: bành Đức Thế Tôn, đến thời kỳ tưởng pháp có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn, không có tận bình luôn luôn thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi có khô ràng, mắt thấy đen tối, tương chết hiện ra cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc, thân người bình vẫn còn nằm đó mà đã thấy sư già đến dẫn thần thức đem lại. Trước mặt vua Diêm Ma Pháp Vương rồi liền khi ấy vì thần câu sanh đem sổ ghi tội phước của người đó dựng lên. Vua Diêm Ma lúc ấy vua phán hỏi rồi kê tin những tội phước của người kia đã làm mà sự đoan, nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bình ấy quy với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh chúng tăng đồng tụng kinh này, đốn đèn bày từng treo thần phan tục mang năm sáng thì hoặc liền trong lúc ấy hoàng trải qua bảy ngày 21 ngày 35 ngày 49 ngày thần thức người kia đưa trở lại như vừa tỉnh dân chim bao. Từ mình nhớ biết những nghiêm lành nghiêm dự và sự qua bao đã thọ bởi chính đã rõ thấy nghiệp bao như vậy, nên dầu có gặp phải những tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa. Vậy nên những tình tín thiện nam tín nữ đều phải một lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lúc bây giờ ông A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng: này thiền nam tử, nên cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào? Còn đèn và phan tục mang phải làm cánh sao? Cứu Thoát Bồ Tát nói: thưa Đại Đức, nếu có người bệnh nào muốn khỏi bệnh khô thì quyền thuộc họ phải thọ trì tam phần trai giới trong bảy ngày bảy đêm tùy theo sức mình sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khăn.
cúng dường chư tăng ngày đêm sau thời lễ bái cúng dường đừng dược sư lưu ly quang Như Lai đồng tụng kinh này 49 biến và thăm 49 ngọn đèn lại tạo bay hình tượng đức dược sư trước môi hình tượng để bay ngọn đèn môi ngọn lớn như bánh xe đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt. Còn cái thần phan thì làm bằng hàng ngũ sắc bề dài 49 gan tay và phải phóng sanh 49 thứ loài vật thì người bình ấy qua coi anh nàng không còn bị hoành tử và bị can loại quỷ nhiều hài. Lại nữa A Nan, nếu trong dòng Sa Đê Ly có những vị quân vương đã làm lễ quán đảnh mà gặp lung có nàng nhân dân bị bệnh dịch, bị nước khác xâm lăng, bị nội loạn hay bị nàng tinh tu biến ra nhiều điểm quái gì nàng nhật thực nguyệt thực mưa gió trái mùa, hay bị nàng qua thời tiết không mưa thì lúng ấy các vị quân vương kia phải đem lòng từ bi thương xót tất cả chúng hữu tình ân xá cho tội nhân bị giam cầm rồi y theo phép cúng dường đã nói trước mà cúng dường. Đứng dược sư lưu ly quang Như Lai thì do căn lành này và nhờ xưng bốn nguyện của đức dược sư khiến trong nương liền được an ổn mưa hòa gió thuận lúa thông được mùa tân ca chung hữu tình đều vui vẻ không bình hoàng. Không có thần dược xoa bào an não hại lễ dân tân ca tướng ấy đều ân mất và các vị quân vương kia được sống lâu sức mạnh không bình hoàng mọi việc đều thêm lời ấn này A Nan đeo ca hoàng hậu hoàng phi công chúa thái tử vương tư đại thần phụ tướng thê nữ trong cung bá quan và thứ dân mà bị bệnh khổ cùng những anh nàng khác thì cũng nên tạo lầm thần phan năm sát trong đèn sáng luồng phong sanh càng loài vận rải hoa đủ sắc đô căn thư danh hương để cúng dường đức phần dược sư sẽ được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn lục ấy. Ông A Nan hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng thiện nam tử tại sao cái mạng đã hết mà còn sống thêm được cứu thoát. Bồ Tát nói này đại đức há không nghe Như Lai nói có chính tứ hoành tử hay sao? Vậy nên ta khuyên người làm phan và đèn tục mang tu ca phương đức và nhờ có tu ca phương đức hay nên xuống đời không bị khổ sơ hoàn nàng. Ông A Nan hỏi chính tứ hoành tử là những thứ chi? Cứu thoát Bồ Tát trả lời một là nếu có chung hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy không thuốc không người sẵn sống hay da có gặp thầy lại cho uống lầm thuốc nên bệnh không đáng chết mà lại chết ngang. Lại đang lung bình mà tin theo những thuyết hòa phước vô vơ của bọn tà ma ngoài đạo yêu nghiệt trong đời sanh lòng rúng sợ không còn tự chu đối với sự chân chánh đi bói qua để tìm hỏi mối hòa rồi giết hại loài vật.
Đề câu với thần minh vái vang cùng vọng lượng, đề cầu xin ban phước mong được sống lâu. Nhưng rốt cuộc không thế nào được, bởi si mê lầm lạc tin theo tà kiến điên đảo, nên bị hoành tử đoa vào địa ngục, đời đời không ra khỏi. Hai là bị phế vua tru lục, ba là sa đâm sư chơi bời sẵn bắn đam mê tự sắc buông lũng vô đồ, bị loại quỳ đoạt mất tình khi, bốn là bị chân thiêu, năm là bị chân đắm, sáu là bị cân thú giữ ăn thịt, bảy là bị sa từ trên núi cao xuống, tám là bị trên vì thuốc độc ếm đối rùa nộp trù eo, và bị quy tứ thi làm hại, chính là bị đôi kha khốn khổ mà chết, đó là chính thứ hoành tử của Như Lai nói. Còn những thứ hoành tử khác nhiều vô lượng không thể nói hết đường lại nữa. A Nan vua Diêm Ma kia là chủ lành, ghi chép số bồ tên tuổi tội phước trong thế gian, nếu có chung hữu tình nào ăn ở bân hiếu ngủ nghịch quỷ nhục ngôi tam bào. Phá hoài phép vua tôi huy phạm điều cấm giới, thì vua Diêm Ma phá phương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt. Vì thế ta khuyên chúng hữu tình nên thắm đèn làm phán phóng sanh tu phước, khiến khỏi được căn khổ anh, khỏi gặp những tai nạn lúng. Bây giờ trong hàng đại chúng có 12 vị dựa pha đại tướng đều ngồi trong hội, như cung Tỳ La đại tướng, Phạt Chiết La đại tướng, Mê Suy La đại tướng, An Đệ La đại tướng, Ác Nệ La đại tướng, Sang Đệ La đại tướng, Nhân Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Độ La đại tướng, Tỳ Yến La đại tướng. 12 vị đại tướng này mỗi vị đều có 7000 dừa xoa làm quyến thuộc đồng cân thiên bánh phân rằng: Bành Đức Thế Tôn, hôm nay chúng tôi nhờ oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ trên trong các đường ác thua nữa. Chúng tôi cùng nhau đồng một lòng trong đời quý Phật Pháp Tăng, thề sẽ gánh vác cho chúng hữu tình làm việc nghĩa lời, đưa đến sự nhiều ít an vui tùy nơi nào, hoặc làng xóm thành nước, hoặc trong rừng cây vắng về. Nếu có kinh này lưu bố đến, hay có người thọ trì danh hiệu đứng dược chữ Lưu Ly Quang Như Lai, và cung kính cung dường ngài, thì chúng tôi cùng quyên thuộc đồng hồ về người ấy, thoát khỏi tất cả ánh nàng, và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thoa mãn. Nếu có ai bị bệnh hoạn khổ anh muốn cầu cho khỏi, thì cũng nên đọc, 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 thì cũng nên đọc,